có kẻ đã nhờ đạo sĩ dùng tà thuật quán đổi dung nhan, hòng thực hiện mưu đồ chiếm đoạt gia sản của nhà họ Đào. Cô đang kể chuyện cho con nít nghe đó sao? Không ai có thể chứng minh được sự thật ngoại trừ chính người trong cuộc. Tiểu thư Thu Hạnh, cô hãy nói rõ thân phận cho quan huyện và tất cả mọi người ở đây rõ. Có phải chính bà ta đã dùng lợi lộc để dụ cô tráo đổi dung nhan? Tôi đã nghe hết những gì cô gái này nói. Tôi cũng bất ngờ tại sao mà ngài có thể để cô gái này ở đây cua tay múa mỏ. Nghe qua ai cũng biết là cô ta là kẻ bị bệnh quan tưởng và thần trí không có được tỉnh táo. Chắc chắn là có kẻ nào đó đang lợi dụng một cô gái bị bệnh để đả kích làm mất thanh danh gia đình nhà họ Đào. Có phải bà ta đã hăm dọa cô đúng không? Sao cô có thể đổi trắng thay đen, nói lời không thật trước công đường được chứ? Quan huyện à, chúng tôi không thể ở đây đứng yên để nghe một kẻ quan tưởng như cô ta mà mạ lị. Thu Hạnh tiểu thư, đi về. Ủa sao kệ vậy? Dối trá, các người không được về. Trời, tội nghiệp quá vậy. Có phải các người đã tòa đập với nhau để làm chuyện dối trá đúng không? Linh Đồng, bắt cô ta giam vào đại lao.